Đây không phải là Doraemon sao? Đâu có hắn đâu. Trong túi bạch mã của hắn còn có một cái chìa khóa. Tôi thấy rồi. Đầu nó ở đây. Không có não trong đầu hắn. Đầu óc của hắn cũng biến mất. Đầu óc hắn đâu rồi? Bên này có một cái vali. Đi xem đi. Chiếc vali này vẫn có khóa. Trong dương kho báu của Doraemon có một chiếc chìa khóa. Thử xem có thể mở được không? Thật sự có thể mở được. Bộ não của Doraemon thực sự ở trong đó. Nhanh lên. Ai bỏ đầu của hắn vào trong cái hộp vậy? Sau khi cài đặt, chúng tôi cũng là Doraemon có não.